Nghệ sĩ bao giờ mà dẫn dời được mình sinh con nuôi. Tôi không có sinh con nuôi. Hồng Loan là con ruột của tôi đứng chính vậy cho biết nghe. Đừng ai mà nói gì nữa hết. Còn em tôi lo cho chúng mình. Cô này ở đâu vậy? Giờ này để cho khán giả. Cô già này thì chung với nhau. Chửi vậy tôi đau lòng lắm. Thôi thương tôi khổ qua hết tất cả cho gia đình tôi giờ. Anh em khán giả thương tôi như vậy tôi rất cảm ơn. Tôi đã kính mến, tôi yêu thương mấy anh em lắm. Hâm mộ tôi như vậy tôi cảm ơn lắm. Thành thật tôi cảm ơn rất nhiều. Tụi con thương cậu lắm. Cậu Năm, một đời của cậu rồi, một đời của cậu rồi, cậu thác rồi, eo mặt rồi, cậu không có muốn cái gì mà gọi thằng vô trương đâu con. Giảng vậy thôi, khán giả còn khổ nhiều lắm. Để thành phần đó mà tặng cho người đi, đừng có lo cái gì cho cậu nữa. Cậu một đời giảng vậy rồi, bình thường đi con. Con thương cậu lắm. Cậu nói với con tiền là quý, nhưng mà không quý bằng cái tình đâu con, cái tình là cao thượng nhất. Tiền thì cậu cũng buồn lắm. Cậu đừng buồn lắm cậu ơi. Mọi chuyện nên cậu an nghỉ rồi. Đến giờ theo hoa trời mà tại sao không đi. Bây giờ cậu không biết có theo không. Cậu nhờ cậu theo không. Lắm phần giác này nhẹ. Cậu sinh hoạt về trong giây lát. Thôi cậu cảm ơn. Cảm ơn các anh cậu, em. Cậu theo phạt rồi. Cậu đừng buồn nha cậu. Cậu có thể gấp gì không cậu? Thôi. Biết phải cậu không? Cậu là giỏi nhất. Cậu tên thật là Vũ Linh. Tên của khán giả, tên của nghệ cũng là. Cậu sinh năm mấy cậu? Cậu sinh năm nay cậu là tuổi hận 65 tuổi đó con. Cậu 66 tuổi rồi. Nhà cậu ở đâu vậy cậu? Con quên rồi. Con như đó được rồi, như đó được rồi, cậu quá mệt. Như đó được rồi. Phải gì đâu. Rồi, bảo vệ đó. Bảo vệ đó, về. Đi đâu rồi. Rồi. Ủa bình thường mà, đâu có nhập cái người mới hát, đâu có nhớ. Rồi, ngọt bà vô, cho chị nhiều đó thôi nha. Cảm ơn, đừng có quay nhiều lắm, cảm ơn nha. Rồi. Nhập về mà biết quay luôn. Chào cậu nha. Trông nhập mà biết quay nhiều. Cậu ra. Thôi cậu ra rồi, sao vậy? Cái gì vậy? Sao mà... Cái gì kỳ vậy? Thì không biết gì. Cô mang vô. Cô mang vô tới giờ để nói. Nãy giờ biết gì không? Cô té luôn mọi người. Cô mới, thôi, từ từ để cho cô ngồi đi. Thôi, đừng có quay gì, để ấy thì cô ngồi. Rồi thôi, chứ không quay gì đâu. Ủa là anh gửi cho em hả? Nãy giờ biết gì không vậy? Thôi để không để cho chị ngồi nghỉ chút đi. Đúng rồi, ngồi nghỉ chút đi chị. À, đứng dậy. À. Thấy nãy cô thấy là khác mà. Cậu ơi, là cậu có Linh thì cậu dựa thì là biết rồi, đừng có vô tội nghiệp lắm. Tao bởi muốn đi lâu rồi mà muốn dám đi á. Giái cậu ha. Giái cậu Linh lần độ công việc không? Tăng lên. Cậu Linh đó. Cái chị làm nhầm quay. Ở đâu rồi chị? Cái chị ở đâu tới? Ở trên đây. Để mấy anh cung cấp. Ai thì về vô. Vậy vô, cậu đi. Rung luôn. Rung quá trời rung rung. Giờ đi ra luôn. Đi không nổi luôn. Dĩ theo. Đừng có quay nữa mấy anh. Gặp này âm vô như vậy đó là từ hồi nãy giờ vô thì bây giờ chị sao có biết gì luôn hả chị? Biết kìa. Nhắc nữa mệt quá không biết đâu. Dạ. Không biết gì đâu đừng nhắc nữa.
tôi thương cậu mà, tôi gái vậy thôi. Đi đi ra ngoài ngồi đi. Ừ, đừng ở đây nữa. Ngồi. Thương cậu sao chị nói cho thì cũng giống như cậu, cậu dùng cho anh em được khỏe hết, để chúng sanh được khỏe mắt hết. Không nói gì đâu mà nói. Thì cầu nguyện qua giếng cậu, cúng bánh cho cậu thôi. Thôi đi, đi, đi ra xe nè. Khoan, khoan, để lạnh quá đi không nổi. Cho ngồi chị ngồi xíu đi để, chị đang lạnh không biết vậy người ta lạnh rung á tại chân cứ ngắt đó rồi ai có rượu gần không sao bóp cho chị không anh không anh cũng bận cái gì qua đây vậy cơ. Thì đi ra xe đi ra xe chị thấy gì hả chị? Không không có đâu, thấy gì đâu, thấy gì thôi thôi. Cũng đi đường nào cha. Không mua gì chưa chị nhớ. Vậy cái thôi cậu đi đi, cậu mệt rồi. Cậu làm gì kỳ. Hồi nãy nói mấy thông tin đó, anh thấy thông tin nó có thiệt không? Thông tin bảo phải biết nắm hết thông tin bảo mới dám lên đây mà làm vậy. Hồi nãy cái nói bảo vệ công an. Hỏi nhà cậu. Hồi nãy nói cậu ở Bình Chánh. Nhà cậu ở Bình Chánh. Lấy xe bé. Trong khi cậu ở Phú Nhuận đúng không anh? Bình Chánh chỉ là đất thôi. Dạ. Nghe hầu tới công an bảo vệ vô nghe hầu nhiều nó bảo vệ vô có thôi cậu đi cậu mệt rồi mấy con ở lại mình khỏe nghe vậy là biết mấy con đừng quay cậu nữa đâu cái gì ấy bây giờ anh là không tin đúng không? Không tin. Ờ xạo tại nãy cũng đợi cho mấy anh YouTube quay chứng quy sợ không không ấy tụi ấy nhàn chích bạn cái dạ từ tối giờ ở đây có cái vụ gì xảy ra vậy mấy vụ rồi bây giờ mấy vụ này mà có nữa bảo vệ vô dẹp liền dạ dạ thực sự mà nói là cái này là không thể nào tin được rồi con. Giống như là đi hồi nãy đi rất là đông, đi 4-5 người luôn. Đồng bọn của ba không á. Cái này là không thể nào mà chấp nhận như đi được. Dạ. Cho tôi để ý với bà. Mục đích của theo như anh mục đích của cổ là để làm gì để ý để làm gì? Tìm đến bà để ví dụ bà có muốn làm gì đó thì trong nhập gì hỏi chuyện nói chuyện. À. Nếu mà người nhà của người chết đó. Dạ. Có thể là lừa đảo ta có thể là chị bên chị Hồng Loan có thể là mấy người chỉ muốn đi câu view thôi dạ muốn đại nổi tiếng thôi trong video clip của mình cũng đã dài mong với chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh một ba để kênh có tổng đoạn đọc video tiếp theo cho chú anh chị cũng được xem nhé hai quá tuyệt vời.